You're listening to a podcast series from the Etc. Production. Vâng, xin chào mừng các bạn đến với podcast Have a Sip, uống gì không? Đây là một chương trình mà Tùy Minh mời khách mời của mình uống nước, uống cà phê. Và những khách mời của Tùy Minh thì là những người mà họ tạo ra nội dung, họ phải dùng nhiều đến câu chữ. Hôm nay thì rất là chào mừng Trung Anh và Việt Anh của 1977 Vlog đến với Have a Sip. Wow. Vâng, em chào chị, em chào khán giả của Vietcetera. Vâng, và em cũng rất là vui khi hôm nay được ngồi đây để trò chuyện với chị. Và em cũng mong muốn từ rất là lâu đấy. Nhưng mà chị gọi các nhân vật đến dựa theo cái thang điểm thân quen. Càng không thân thì càng lâu được đến lượt. Đúng rồi. Thế nên là em rất là đau lòng. Nhưng mà hôm nay là cũng rất là vui, em cảm ơn chị. Lúc này là khoảng 8 rưỡi sáng, một cái buổi sáng thứ hai. Có thể là khi các bạn nghe cái podcast này thì nó sẽ vào buổi tối thứ sáu. Thế nhưng mà chúng tôi sẽ quay trong tuần cái chương trình này. Trung Anh Việt Anh thì là có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh cho một cái công việc khác. Đấy, nhưng mà cũng rất là cảm ơn hai bạn đã cố gắng ở lại thêm một cái buổi để có thể quay hình với Vietcetera. Vào đầu chương trình thì mình luôn hỏi khách mời là uống gì, đúng không? Và các bạn đang uống cốc nước dưa hấu và nước thơm. Đây là thực ra là chương trình cho một lựa chọn thôi, còn nếu mà để trả lời cho câu hỏi đấy thì em chọn nước dừa. Nhưng bây giờ nếu cốc nước nói gì đấy về bạn thì hai cốc nước này nói gì về Trung Anh Việt Anh nào? À, nghĩa là phải nhìn cốc nước này và nói xem là cốc nước này có một điểm nào đó giống em. Nó nói cái cốc nước của em thì nói lên rằng là em hay không đạt được những mong muốn trong cuộc sống. Em muốn một cốc nước khác. Còn cốc nước này nói với em đấy chính là nó miễn phí đối với em. Em là một người hay giúp đỡ người khác vô điều kiện. Như kiểu hôm nay em đến đây giúp chị. Rồi rồi. Hai cái cốc nước này thì thực ra nói nhiều hơn là chuyện miễn phí hay là chuyện không đạt được mục đích. Trung Anh Việt Anh từ cái lúc mà Thùy Minh quen biết thì luôn là những người mà gần như là không có rượu này, không cà phê bao giờ này, mà lúc nào cũng là câu cửa miệng bao giờ là cũng là trái cây. Đúng rồi chị ạ, bởi vì bọn em tuổi khỉ mà. Vâng, bọn em tuổi khỉ. Bọn em rất là thích ăn trái cây luôn. Chả hiểu sao nhiều là bọn em có thể ngày xưa hồi còn bé em đã từng nghĩ là nếu mà em lạc ở trên hoang đảo em phải chọn là đúng. Sẽ có đầy cua, đầy thịt gà hay là đầy hoa quả, em sẽ chọn đầy hoa quả. Đúng, có nghĩa là nếu mà phải sống cuộc đời này còn lại với cái gì trên cuộc sống này để mình có thể ăn được thì em sẽ chọn là hoa quả. Nhưng mà nó có, bạn nhắc đến cái câu mà hồi xưa, tất nhiên là cái phần còn lại thì nó không có, nó hơi vô thực. Nhưng mà cái câu mà hồi xưa khi còn bé, rất nhiều những cái thói quen của bọn mình bây giờ nó đến từ cái việc là hồi xưa còn bé. Gia đình của Trung Anh Việt Anh thì mình biết là rất là thân nhau, đúng không? Bây giờ mọi người cũng ba gia đình, có ba anh em trai này, sống cùng với bố mẹ này. Và đi đâu thì cũng hay gọi trái cây. Thì cái này là do mẹ hay ở nhà hay ăn trái cây rồi tất cả thứ, đúng không? Có phải không? Không, bởi vì là bọn em thích ăn trái cây. Nhưng mà do là phải do ai hướng cho mình từ nhỏ mình hay ăn? Em nghĩ rằng là có nghĩa là nhà nào thì cũng ai đó cũng sẽ có một lần mua hoa quả để cho các con ăn. Thì có thể là mẹ em nhận ra rằng là mua bao nhiêu hoa quả về thì hết bấy nhiêu mà hết nhanh hơn những nhà khác chẳng hạn. Đó thì mẹ em phát hiện ra bọn em là thích ăn hoa quả hơn bọn trẻ con khác chẳng hạn. Đó. Hơi nghe cái đấy nó hơi gồng, nhưng mà thực ra thì mình cũng thấy có một cái rất là miền Bắc. Đấy là cái đây hỏi luôn các khán giả ở miền Nam hay các bạn ở đây á. Đấy là ở miền Bắc á, là ăn xong cơm á là không thể thiếu được một cái đĩa trái cây sẽ gọt ra, tức là dessert ấy. Và đặc biệt là ở miền Bắc là mọi người hay ăn cơm chung với nhau, hay bắt đầu mời này. Tức là luôn luôn là ăn trong nồi, ngồi trong hướng, lúc nào cũng phải mời rồi xới cơm, đúng không? Và luôn cái kết thúc cái bữa cơm đấy luôn là một cái đĩa thức ăn. Thì mình mỗi lần mà ở đây thì có khi là mình không nghĩ đến cái việc là phải ăn một cái trái cây để kết thúc bữa ăn đâu. Nhưng mà cứ về Hải Phòng á là lúc nào mẹ cũng có một cái trái quả bưởi này, hoặc là một cái múi cam, tức là lúc nào cũng phải gọt đồ ra để sẵn. Cái này ở Sài Gòn mọi người có làm không? Tức là trong cái bữa cơm gia đình có không? Em ở Đà Nẵng thì không. À, Đà Nẵng không? Cũng có
cũng có trái cây. Thì cái này thì mình không biết, tại vì mình không sống cùng với một gia đình ở Sài Gòn ấy. Thế nhưng lúc mà tại vì tự dưng nó nảy lên cái ý đấy, là có phải cái đấy là đặc thù, tương đối đặc thù các gia đình miền Bắc không? Đúng, em nghĩ đúng là thế đấy. Nhưng mà nhà em khác nhà chị, không cho ra đĩa kịp rồi, em ăn hết từ trước rồi. Nhân tiện nói về chuyện gia đình, cái tính gia đình trong những cái nội dung của 1977 cũng rất là mạnh. Thực ra là cái điểm xuất phát, cái câu chuyện này nó cũng lặp đi lặp lại, thì mình tin là các bạn cũng trả lời truyền thông khá là nhiều rồi. Nhưng mà mình cứ tóm tắt lại xem mình hiểu 1977 đến đâu nhá. Đấy là okay. Một ngày đẹp trời thì Châu Anh Việt Anh sau những nỗ lực trước đó, gồm có thi trượt sân khấu điện ảnh này, làm ở những cái kênh YouTube cho nội dung content cho những cái người khác này. Vâng. Thì một ngày quyết định là lấy cái iPad của bố. Vâng. Để quay. Không phải iPad, máy tính bảng. À, máy tính bảng, máy tính bảng. Bây giờ thì là chuyển thành iPad rồi đúng không? Không, vẫn thế, vẫn là cái đấy đó. Mượn máy tính bảng của bố. Và mượn chứ không phải lấy chị nhá. Và những cái tác phẩm mà các bạn làm trong 1977 cũng là những tác phẩm mà đọc được của bố. Chuyện của bố có không? Thực ra thì nếu mà xét về khía cạnh gia đình và kinh tế thì đúng là bố em mua. Sách giáo trong sách giáo khoa. Sau đó thì lấy chất màn của mẹ này. Đúng. Các thứ vâng. Còn có một cảnh là phải mang hết cành cây khô rất to và mang cả một cái giường các thứ lên trên phòng thờ. Để phòng thờ các cụ để dàn cảnh là đang ở trong một căn nhà ở trên miền núi để quay tập 3 đó. Quay tập có nghĩa là cái gì cũng liên quan đến các cụ, đến bố mẹ, đến các cụ. Và trong cái vlog gần nhất sẽ được phát hành vào tối nay. Không. Vâng đúng rồi, tối nay. Tối nay thì lần đầu tiên bố xuất hiện có phải không? Hay là bố xuất hiện nhiều lần rồi? Thật ra thì bố em cũng xuất hiện nhiều lần rồi, nhưng mà ở những video khác không phải là vlog. Còn đây có thể nói là gần như là đầu tiên bố em xuất hiện trong vlog. Và phản ứng của cụ như nào? Bố em thì thực ra như chị nói trước đấy, đấy có nghĩa là từ trước thì bố mẹ không ưng cái con đường này lắm, nhưng mà khi mà bọn em đã đạt được cái thành tích. Tức là lúc đầu cái không ưng là bắt đầu là con đường đấy là con đường nào? Con đường từ lúc làm vlog hay là con đường không, trước đó? Con đường trước đó, con đường trước đó mà khi mà chưa đạt được thành tựu gì ấy, đó. Nhưng mà sau khi đã có được những cái thành quả nhất định thì bố cũng rất là lúc nào cũng động viên, cũng có thể gọi là thúc giục như một người khán giả. Đó, thúc giục là sao chưa làm video đi, sao chưa ra video luôn đi. Đó, xong rồi nếu mà cần cái gì thì bố sẽ giúp ngay, sẵn sàng giúp. Dù có khó như thế nào thì sẵn sàng giúp. Và khi được bọn em bảo là cảnh này bố phải quay cho con thì bỏ hết, đang định đi đánh bóng bàn, bỏ hết, đi ra mặc quần áo vào ngồi quay cho bọn em. Nói chung có thể tóm lại là bố em là một kiểu người khá ham chơi. Và thích thích lên hình hay là thích thích văn hóa nghệ thuật. Nhưng mà thấy mẹ thì sao? Mẹ có định, mẹ cũng sẽ sẵn sàng lên hình không? Ôi mẹ em sẵn sàng còn hơn cả bố em. Nhưng mà đã được lên chưa? Mẹ em cũng lên rồi, lên rồi. Lên vlog hay là lên các video khác nào? Các video khác. Tại sao chưa được lên vlog vậy? Cũng xét theo độ thân quen. Xét theo gọi là nói chung là cũng tùy từng tùy vlog vào, nó từng tập thiếu các nhân vật nào đó. Nhưng mà có cái tập mà thế bây giờ bắt đầu chị thấy nó bắt đầu nó không cần công bằng cho bố mẹ em không, nhưng mà em sử dụng tất cả các bạn bè và các em họ, anh em họ. Vâng. Đúng. Nhưng bố mẹ thì em lại xếp xuống cuối cùng, là em thấy chưa thấy có cái nhân vật nào mà hợp cho bố mẹ để vào vai. Hay là em nghi ngờ khả năng diễn xuất của bố mẹ mình? Không, em không nghi ngờ, mà là bố mẹ em cũng không muốn gọi là gọi bố mẹ đi làm công việc của mình, bởi vì để cho bố mẹ có thời gian nghỉ ngơi, bởi vì bố mẹ đã vất vả với bọn em quá nhiều rồi. Vâng. Thực ra không phải không em... nhớ, thật ra nhớ, có một tập vlog là đời thừa đó, mẹ em là người hát ở trong đấy nhá, bài Big City Boy ơi, what you gonna do? Đấy, bài đấy là mẹ em hát. Một bài hát du. Nhưng mà em chỉ cho lên tiếng, không cho lên hình. Em có cho lên hình nhưng mà em cho phết hết đi 0%. Có cho lên hình. Có cho lên hình. Để cái đấy là 0%. Hình nó vẫn ở đấy mà chị, nhưng mà chị phải không nhìn thấy thôi. Thực ra không phải là bọn em nghi ngờ khả năng diễn xuất của bố mẹ đâu, mà bố mẹ em nghi ngờ bản thân mình. À không, bố mẹ em cũng không nghi ngờ đâu, bố mẹ em biết luôn là không diễn được. Ở nhà các bạn nói chuyện có như là khi mà
cái sự hài hước đấy theo các bạn thì mình thừa hưởng từ cái gì? Bố mẹ bạn có phải là những người cũng rất là kiểu hài hước, và trong cái bữa cơm, nếu mà mình miêu tả cái bữa cơm gia đình á, nó có như một cái vở hài kịch không? Thật ra thì em không hiểu tại sao ở nhà em, ví dụ như ở trong bữa cơm thì đa phần là mọi người không nói gì, không chỉ, có nói chỉ nói về những chuyện kiểu xung quanh đời sống thôi. Bởi vì sao? Bởi vì là như theo văn hóa ngày xưa nhà em là rất ít khi gặp nhau, bởi vì bố mẹ em là bộ đội thì sẽ đi làm từ sáng đến tối, các con đi học từ sáng đến tối về và chỉ có bữa cơm, gần như là chỉ có bữa cơm, xong tối lại lên học mà. Buổi tối bố mẹ cũng lên ngủ nghỉ thì chỉ có bữa cơm gặp nhau, thì lúc đó sẽ lại nói những câu chuyện về học tập, về công việc, rồi về những thứ khác xung quanh trong gia đình lúc này phải như thế nào, ABCXYZ đó. Chứ ít khi kiểu là có thời gian để mà ngồi trêu đùa hay là tán gẫu với nhau, cũng rất là ít. Nói chung là ít khi ở nhà, rất là ít khi kiểu trêu đùa, nói đùa với nhau. Nói chung là thỉnh thoảng thôi, chứ không phải kiểu lúc nào cũng tưng tửng tưng tửng như kiểu ở bên ngoài. Và bố mẹ có khi bố mẹ cũng không biết là bọn em là những người vui tính. Em nói thật. Thế à? Thật luôn chị ạ. Bố mẹ chỉ biết em là những thằng này là những cái thằng hiếu động và gọi là cũng nói nhiều. Đúng, phải dùng cái từ gọi là nói nhiều, bởi vì sao? Bố mẹ em rất hay bảo bọn em là nói rất nhiều, nói nỗi gầy người mà toàn nói linh tinh đó. Căn bản là ngày xưa thì cái thời bọn em nhỏ đấy thì gia đình em nói chung là cũng gặp rất là nhiều khó khăn và sóng gió trong cuộc sống. Nói chung bọn em ở trong cái tầm tuổi bé đấy, bọn em coi đấy là những cái điều rất là buồn bã. Lúc là có những cái thời điểm mà em về nhà em buồn đến não ruột, em không muốn về, em chỉ muốn ở lớp. Và khi ở lớp em được sống với các bạn, em được thoải mái hơn. Và em bắt đầu em muốn cho mọi người cười, em muốn được nghe thấy những tiếng cười của mọi người. Thì đấy như kiểu là tiếng cười để cho cái tâm hồn em thấy thoải mái. Nhưng mà một khi đã về nhà thì những cái nỗi buồn ở trong cuộc sống gia đình, nhà em hồi đấy cũng khó khăn lắm, thì nó lại đập vào người bọn em. Thế là bọn em kiểu cũng chẳng muốn nói gì cả, chỉ muốn gọi là ngày qua ngày trôi qua, được cùng gia đình mình yên bình êm ấm thôi. Nói chung là em nghĩ là chắc là tại vì như thế nên bọn em ở nhà ít nói. Nhưng mà thì mình nhận thấy là thực ra cái hành trình lớn lên của mình ấy, cái lứa tuổi đấy á, khi mình đang rất là bận rộn tìm hiểu bản thân mình, cái nỗi buồn nó hơi đương nhiên, tức là nó sẽ có thể là nó không đến mức độ buồn như thế, nhưng mà ở cái lúc đó mình nhạy cảm, và cái hành trình mà mình đi tìm cái bản dạng của mình ấy, mình rất là cần những cái mà nó hơi phải xuống một chút như vậy. Nhưng mà bây giờ các bạn vẫn sống cùng thì cái mối quan hệ, cái tương quan đấy nó đã thay đổi chưa? Thực ra thì vẫn như vậy thôi, nhưng mà có nghĩa là lại có thêm các thành viên mới gần với bọn em hơn, có nghĩa là bọn em dễ trêu đùa hơn. Ví dụ như kiểu là các cháu hoặc là ví dụ như kiểu là vợ chung chẳng hạn. Em rất là hay trêu vợ chung, rất hay đùa vợ chung, nhưng mà có vẻ là vợ chung không thích đùa lắm, thế nên là kiểu vợ chung đã có chung đó thì chắc là kiểu đùa một lần trong ngày thôi, xong rồi lại vừa mới xuống nhà phát lại gặp một thằng đùa y xì câu vừa trên chẳng hạn đó, thì kiểu lại còn giống một thằng trông giống như thế đó. Đúng đó, thì có thể là không thích lắm đó, nhưng mà ví dụ như các cháu nhỏ thì em có thể đùa với các cháu được. Nhưng mà thì mình vẫn tin là cái sự hài hước nó có một cái gì đấy di truyền chứ. Không, em nghĩ là cũng có một chút đấy, bởi vì thực ra thì bố mẹ em cũng là những người phải nhận xét thực tế là những người cũng rất là tích cực, kiểu là hòa đồng vui vẻ, nói chuyện với mọi người, cũng thực ra là mẹ em cũng hay nói đùa với mọi người, rất thích đùa luôn, mẹ em rất thích đùa, rất thích trêu mọi người đó. Nên là có thể hồi đấy mà có YouTube là các bác cũng có một kênh vlog, nhưng mà đấy mình lại thấy một cái câu chuyện mà thì mình cũng không biết là cái mối quan hệ của các cái gia đình ở trong thành phố Hồ Chí Minh hay trong Sài Gòn như thế nào, nhưng mà bố mẹ ngoài Bắc là hay giữ trong lòng. Tức là thì mình cũng như vậy, chưa bao giờ ở nhà mà được khen. Thậm chí là sau này đi làm dẫn chương trình, nếu mà mẹ mình sẵn sàng khen mình với bác hàng xóm, nhưng mà không bao giờ khen mình. Không bao giờ khen mình trước mặt, nhưng mà có mình làm tốt một cái gì thì sẽ kể là hôm nay thằng này được, ví dụ ngày xưa em học đại học em được bằng giỏi chẳng hạn, em bố anh em về em khoe bố mẹ em mà bình thường đương nhiên cũng không nói gì nhiều. Nhưng mà em một hôm em lại có nghĩa là em tình cờ em đứng ngoài thôi, em nghe thấy là bố em lại đang khoe về chú em là em được này nọ đó, thì rất là như thế nào nhỉ? Em thấy như thế là rất là bất công với con cái. Nhưng mà thực ra là hồi đấy câu chuyện là như vậy, nó không chỉ câu chuyện là tức là nhà nào cũng thế, bởi vì là có thể là ông bà mình còn khó tính hơn. Hoặc là thời ông bà của mình quá bận bịu, cái việc mà giáp mặt với con mình còn ít hơn, tâm sự lại càng không có. Tức là rất là nhiều năm các cái thế hệ trước, ông bà bố mẹ được cho rằng là cái nghĩa vụ của mình là
là nuôi nấng con cái, tức là phải nuôi, lao ra nuôi, cuộc đời nuôi đây là nuôi cho ăn, cho lớn đấy. Nhưng mà bây giờ thì xã hội thay đổi quá nhanh, tức là cái chuyện mà ăn uống nó không phải còn chuyện quan trọng nữa đấy, mà là cái mà là quan tâm đến cái đứa con của mình. Thì thực ra là nó lại là câu chuyện của không phải mỗi bố mẹ nữa, tức là của mình nữa, đúng không? Đến lúc mà mình hiểu rồi thì mình lại quay lại mình, mình có cởi mở đủ với bố mẹ không. Hồi xưa bọn mình cũng là những người mà không được chia sẻ với bố mẹ, đúng không? Đúng, tức là khi mà hỏi cái chuyện gì, có chuyện gì ở trường á, thì không bao giờ kể. Bây giờ thì mình cũng đến tận tầm tuổi này mới học cách là, khi đã có con rồi mới học cách là nói chuyện với bố mẹ, kể là hôm nay. Tại vì hồi xưa mình cứ nghĩ là nói những chuyện để bố mẹ không hiểu đâu, thế nhưng bây giờ mình cứ kể thôi, rồi bạn bè mình cứ dẫn về thôi. Bây giờ bạn bè của thì mình, bố mẹ vẫn bảo là suốt ngày câu là cái đứa ca sĩ nó đã lấy vợ chưa, tức là lúc nào cũng những cái câu hỏi cũ. Nhưng mà mình vẫn cứ, ví dụ nhá, mình có một người bạn đồng tính chẳng hạn, mình hồi xưa mình sẽ nghĩ là bố mẹ sẽ không bao giờ hiểu đâu, tại vì cứ hỏi nó thế bao giờ cái thằng này nó lấy vợ, thế thì mình sẽ nói, mình bảo mẹ không biết à, tại vì sẽ có những cái mối quan hệ là đàn ông người ta yêu đàn ông thì người ta sẽ không lấy vợ. Thì không hiểu là bố mẹ trong lòng có bị vỡ vụn gì không, bởi vì là kiểu như một hiểu biết mới ấy. Nhưng mà mình cũng phải nói ra, đúng. Chứ mình không nói thì cũng không được. Thế nên thì mình tò mò là khi mà bắt đầu có vlog rồi á, cái mối quan hệ nó có khác đi không? Em thấy là cũng khác đi, cũng khác đi theo một chiều hướng tích cực hơn. Nhưng mà là có xem bao giờ xem chung với nhau không, hay là bố mẹ sẽ xem riêng? Xem riêng chị ạ. Xem riêng chị ạ. Bởi vì em thật sự là lúc không, lúc làm xong em khá là xấu hổ khi người khi phải xem cái đấy cùng với một người khác. Bởi vì sợ mọi người không cười hoặc là mọi người chê. Lúc nào em cũng sợ là ví dụ em mà xem cùng họ nhưng em phải nhìn họ, em không xem đâu, em cứ nhìn họ là xem họ cái đoạn đấy họ có thấy hay không. Đó, thế em rất là sợ. Em sợ đối mặt với việc đấy lắm. Thế nên là thôi ok, tôi xem một mình. Còn như thế nào thì lên đọc comment của khán giả. Thế thì mình sẽ chuyển những cái việc đấy nhá. Thì mình thấy đấy đúng là cái đặc tính của những người sáng tạo. Tức là nếu mà mình làm sản phẩm ra, mình, đây là cái quan điểm của mình, mình không nói rằng nó đúng với tất cả mọi người. Tại vì mình thấy có những người làm xong sẽ rất là hay khoe và hay rất hay hỏi mình là thế xem chưa, xem không đấy. Thì có thể là nó do cái mức độ tự tin. Thì mình cũng là một người mà mình làm xong cái gì mình rất là sợ xem lại. Lúc mà mình làm nó thì mình phải xem đi xem lại rồi, đúng không? Đúng. Cho nên lúc mà nó lên rồi là mình đi ra. Nhưng mình sẽ dè dặt chui xem lại nếu mình thấy có người khen. Đúng. Còn nếu ai đấy chê hoặc là không nói gì ấy. Khi mà đã có một người khen rồi nhá, mà càng nhiều người khen ấy thì cái tần suất mình muốn xem lại nó lại càng tăng lên. Bởi vì tự tin rồi. Hay đến sau đấy đoạn hay rồi. Bình thường bọn em làm một cái tập ví dụ như ở tập đầu bọn em làm đến nỗi bọn em xem. Tự nhiên thấy cái đoạn này không thấy buồn cười à, tập này chả thấy buồn cười à. Sợ chắc mọi người không thích đâu nhỉ. Rồi đến lúc post lên phát bao nhiêu người nhảy vào khen, đến lúc mình bật lại xem ui buồn cười quá, cười sừng sặc. Chả hiểu sao lại thế, kiểu chắc là tâm lý đám đông. Tâm lý đám đông kiểu cũng nấm sau mưa. Bây giờ chị bảo em làm gì chắc em làm theo cái đấy. Không, nhưng mà nó mà mình cảm giác như là nó có hai cái cung bậc trong cái việc của người làm sáng tạo. Một cái cung bậc đầu tiên là mình trở thành cái người mà khó tính nhất với sản phẩm của mình. Đúng. Tức là gọi là, tại vì cái đấy mình nghĩ ra mà. Lúc có thể lúc mới nghĩ ra thì mình thấy nó rất là hay. Xem chung anh với anh có bị giống như vậy không? Lúc là mới nghĩ ra thì thấy rất hay. Vâng. Thế nhưng mà làm xong rồi thì thấy mất cả hay. Đúng rồi. Bởi vì cứ xem đi xem lại, nghĩ đi nghĩ lại về nó bao nhiêu lần rồi, chả thấy nó bất ngờ với cả không thấy nó hài hước nữa. Đấy. Nhưng mà một cái giai đoạn sau á là mình bắt đầu đóng vai khán giả. Tức là mình tách được cái ông Trung Anh Việt Anh này là cái ông ở trên vlog. Còn bây giờ tôi sẽ, nó giống như là trông thế thôi, mình có những cái bộ phim mình rất là thích, nhưng mình mà xem lại ngay lập tức nó sẽ không còn cái hay nữa. Vâng, đấy đúng. Thì là nó có hai cái phải phân tâm giữa mình là người sáng tạo và mình là khán giả. Thế nhưng có bao giờ, giả sử cái mà mình là người sáng tạo thấy hay nhưng mình là khán giả mình không thấy hay? Em nghĩ có đấy, bởi vì lúc thường ấy thì bọn em không biết chung thế nào, nhưng mà bọn em thường là khi mà làm bọn em lúc nào cũng ở hai cái chia bản thân ra thành hai phần. Một phần là tao rất thích làm cái này. Cái này nó mang cái tầm gọi là cái gì nhỉ, cái tự tôn của tao, cái tự tôn nghệ thuật, cái tự tôn ABCIZ gì đấy của tao, phải cho cái này vào. Ôi cái này rất hay. Nhưng mà sau đấy bọn em nghĩ rằng liệu là khán giả thì có thích không nhỉ? Liệu khán giả, mình là khán giả thì mình có hiểu cái này không?
Đó, lúc nào bọn em cũng như thế. Và có phù hợp với khán giả không? Và đa phần bọn em không? Kiểu đó. Toàn đầu tiên lúc nào bọn em cũng đùa theo kiểu rất là khá là kiểu 18 cộng ấy. Đùa những cái vấn đề rất là nhạy cảm. Nhưng đến lúc bọn em suy nghĩ lại là à, có nhiều người trẻ hả? Đúng rồi, có nhiều khán giả của mình cũng có nhiều người trẻ. Có cả thì trẻ nên mình phải bớt lại một chút. Cũng ví dụ như kiểu ngày xưa cái câu đùa bậy đấy nó là 100%, thì bây giờ mình chỉ cho nó tầm khoảng 20% thôi. Thì đấy nó nhẹ nhàng hơn, nó dịu dàng hơn. Tức là mình phải hơi thỏa hiệp với cái tôi sáng tạo của mình. Vâng, chính xác chị ạ. Nhường cho tôi khán giả, đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Bởi vì nếu mà thật ra thì tất cả những điều chúng ta làm là chúng ta để làm cho khán giả. Nếu mà chúng ta làm cho chúng ta thì hãy tự làm một tập vlog và tự bật lên cho mình xem. Và như thế thì mình sẽ không bao giờ dám xem lại. Bởi vì không ai khen cả, đúng không? Cuối cùng thì tất cả chúng ta đang làm ra những sản phẩm là để dành cho khán giả. Chứ không phải để, nếu mà đúng là dành cho chúng ta thật, nhưng mà chúng ta nên thỏa hiệp là dành cho khán giả nhiều hơn là dành cho chúng ta. Thực ra thì ngày xưa bọn em chắc là chị Minh cũng biết, bởi vì chị là học chuyên văn. Nên chị biết thừa mấy ông nhà văn ngày xưa là hay là cứ nghĩ rằng là nghệ thuật cho mình, phải cho mình nghệ thuật, vị nghệ thuật, vị và nghệ thuật, vị nhân sinh, nhân sinh đó. Thì cái đấy là từ ngày xưa. Còn bây giờ lại thêm một câu chuyện nữa, đấy là nghệ thuật vị thương mại. Có ba cái đấy. Đó, nhưng mà thực ra thì bọn em luôn luôn cố gắng, bọn em luôn luôn cố gắng là không để cho cái tôi của mình nó lấn vào quá sâu, mà luôn luôn cố gắng là em không biết thế nào mọi người sáng tạo khác thế nào, nhưng mà đối với bọn em thì cái công thức mà bọn em thích nhất đấy chính là tổng hòa. Ông nào thật sự giỏi thì hãy làm một cái mà có cả ba thứ, có cả ba thứ đem ra làm thương mại mà mọi người vẫn thích, đúng không? Ai cũng thích và ở trong đấy nó vẫn toát lên được cái câu chuyện, cái ý nghĩa mà mình mong muốn chia sẻ và đem đến gửi gắm cho mọi người, thì đấy nó mới gọi là đỉnh cao thật sự. Đó, bọn em luôn luôn truy cầu cái đỉnh cao đấy. Thế bây giờ mình phân tích cái công thức đấy đi. Cái công thức đấy đúng là rất là hay và nó sẽ luôn luôn được tranh cãi. Vâng. Ví dụ mình coi 100%. Vâng. Thì bao nhiêu phần trăm sẽ là nghệ thuật, vị nghệ thuật, tức là theo cái quan điểm mình, theo cái thẩm mỹ, cái sự duy mỹ của mình, bao nhiêu phần trăm mình nghĩ là à ok, cái này phục vụ khán giả, cái này khán giả sẽ thích, và bao nhiêu phần trăm có cái tính thương mại vào đấy đi, là khách hàng thích và lại không bị vẫn truyền tải được tất cả những thông điệp và branding của khách hàng, và bao nhiêu phần trăm là mình thích. Ừ, đó, thì ba cái đó đi. Em nghĩ là mình thích là cái nghệ thuật rồi đấy. Em nghĩ nhá, khi mà khán giả đến với chúng ta, nghĩa là khán giả đã yêu cái gu thẩm mỹ của chúng ta rồi. Yêu gu thẩm mỹ nghệ thuật của chúng ta. Vậy thì em đoán là sẽ là 50% gu thẩm mỹ của chúng ta và sản phẩm đó, và 30% của khán giả và 20% của thương mại. Vì anh có khác không? Không, em muốn nghe câu trả lời của chị trước. Chị thì sao? Chưa bao giờ chị mới nghĩ chuyện hỏi chứ nghĩ chuyện trả lời. Đấy, lúc nào cũng đi hỏi hỏi chăm chăm hỏi hỏi người khác. Thật, nói chung là chị Minh đặt câu chị hỏi Minh là cũng 100% là người trả lời. Còn kỷ lắm, chị vị kỷ lắm. Chị phải trả lời đi. Nào. 110 là vì bản thân. 110%. Có nghĩa là không bao giờ vì người khác. Và chúng mình là người làm cái content mà chính mình phải thích và mình là khán giả. Tại vì có thể là cái hành trình, tại vì nhá, cái hãy tùy vào cái hành trình mình được sáng tạo như thế nào. Các bạn là những người mà cái vlog đầu tiên nó đã là một cái cú gọi là nổ khủng khiếp, tức là khán giả thích ngay lập tức. Còn thì mình là một cái hành trình mình đi là từ trước nay chỉ có mình thích mình trước thôi. Mình rất là mất nhiều thời gian để người khác thích mình. Và mình luôn nghĩ là à, mình không tức là nếu mà nó còn nói làm show ấy, chứ làm báo thì mình lại là phải đi, khi mình interview người khác thì là nó không còn là của mình nữa, nó là cái người đấy rồi. Đấy, nên là nó phải chia ra, thì mình là cái người vừa làm show vừa làm báo chí. Cái tính báo chí thì nó không có một, nó sẽ thuần là, nó sẽ là thuần không có thương mại này, không có mình, chỉ có người khác. Mình chỉ quan trọng là cái người mình phỏng vấn. Ví dụ cái show này nó sẽ nửa show nửa báo chí, đúng không? Và thì mình thấy là nhân vật của mình là quan trọng hơn nhất. Còn mình không là gì. Tất cả những cái gì mình hỏi á, chỉ để là cái khách mời đấy hiện lên được tốt nhất. Còn nếu mà mình hiện lên ấy, thì đấy là mình fail. Đấy. Nhưng mà trong việc mà làm những cái show ấy, thì mình luôn mất nhiều thời gian là mình thuyết phục mọi người thích mình và mình trở thành khán giả.
xong rồi thương mại nó đến sau. Tức là nó, cái hành trình của mình nó hơi khác. Nên mình luôn thấy là mọi thứ là mình tạo ra cái gì. Trong lúc mà làm công thức ấy, mình thích trước này, mình là khán giả này, mình là người bỏ tiền ra làm cái này này, mình chính là tính thương mại của cái chương trình này. Ờ đúng rồi, bởi vì thật ra thì nói kỹ hơn ý, thì khi mà tất cả khán giả thích thì nó cũng chính là tính thương mại, chứ không phải là chỉ đơn giản là khách hàng thích đúng thôi. Rồi. Chứ không nhận không? Không, bây giờ nó có những cái platform như kiểu YouTube. Đúng rồi. Là cái người làm tất nhiên là nó không được màu mè kinh khủng, ai cũng tưởng là làm YouTube sẽ giàu, nhưng mà đúng không? Chúng ta đều biết là phải như vậy. Tức là không thể làm giàu từ việc là tự tạo nội dung được, nó sẽ đến để mà làm giàu thì nó phải đến từ nhiều cái khác nữa. Theo thì mình biết, thì mình biết thu nhập của chúng anh Việt Anh từ YouTube. Thôi thôi đừng có nói. Ừ, nhưng mà mình hiểu là đây, cái cốc này miễn phí, em rất là thích. Em có kỳ thích cốc nước miễn phí đây. Ừ, thì nhưng ít nhất nó cũng sẽ ít nhất giúp các bạn cũng quay vòng được, không đến nỗi là phải bỏ thêm nhiều đúng không? Nên là như câu chuyện là khán giả chính là tính thương mại. Chính xác. Thì đấy, thì thực ra thì nghe xong câu trả lời của chị với cả của Trung thì em thấy cũng có nghĩa là thực ra thì ở cái này thì nó lại phụ thuộc vào cái quan điểm của mỗi người nhiều hơn, bởi vì đến cuối cùng cái sản phẩm của họ làm ra là của chính họ, nó mang cái cá tính của chính họ muốn gửi vào đấy. Còn thực ra của em thì em đặt cái, nếu mà chia ra làm ba cái đấy thì em cái của brand sẽ ít nhất, cái của tính thương mại sẽ cố gắng là ít nhất. Ví dụ nó rơi vào khoảng 20%. Còn của em là bản thân em sẽ chỉ là 30%, còn của với khán giả sẽ là 50%. Thế thì cũng gần giống với Trung, nhưng mà em bớt đi cái tôi bớt đi. Bởi vì sao? Bởi vì em nghĩ rằng là cái tôi của mình không cần lúc nào cũng phải quá nặng ở trong đấy. Ít thôi, nhưng mà nó phải đúng thời điểm, đúng chất. Chỉ cần ở một vài cái chi tiết nhỏ thôi cũng đủ để thay đổi tất cả cục diện luôn. Em phải nói thật. Không biết là chị làm show hay làm báo hay làm các thứ như thế nào, nhưng mà đối với phim ảnh thì những cái chi tiết nhỏ hoặc là những cái chi tiết mà gọi là ẩn giấu đằng sau ấy, đó thì nó lại là những cái mà chiến nhỏ thôi, nhưng mà nó nếu mà khán giả biết thì gần như là khán giả sẽ nắm được toàn bộ khái quát những cái tổng thể to lớn mà mình muốn truyền tải. Nhưng mà thì mình nghĩ nó là một kiểu khả năng, kiểu khả năng đọc được khán giả muốn gì. Chính xác. Và kiểu khả năng là chỉ không biết rõ mình muốn gì thôi. Tức là mình là người mà mọi thứ, và mình không nói rằng là cái này tốt hơn cái kia nhá. Vâng. Mà mình chỉ thấy là nó do cái trong tiếng Anh nó gọi là mindset, tức là cái bản đồ tư duy của mình. Sẽ có những cái người là tại sao có những cái người mà chỉ viết được tự truyện thôi, và có những người viết tiểu thuyết thì rất là giỏi, có những người mà cứ phải lôi những cái chuyện trong cuộc đời họ ra để mà làm thành chất liệu, còn có những người mà chỉ cần đi ngang qua một cái câu chuyện nào đấy của cuộc sống có thể xây dựng được lên. Vâng. Đấy, thì Thùy Minh là cái kiểu người là từ bé mình cứ hay bị ngồi một mình và mình tư duy, nên mình chỉ có cách duy nhất là, thậm chí hồi bé con bị nhốt trong nhà, hình như đứa nào cũng bị nhốt trong nhà. Đương nhiên chị thì là em bị nhốt từ lúc 3 tuổi. Đấy, thì bây giờ bố mẹ đi làm mà, thì là cứ bị nhốt, thì là mình chỉ có là mình bây giờ mình ngồi trong cái phòng này, mình không nhìn thấy thế giới bên ngoài, thì mình chỉ có dẫn từ bên này, từ trong này đi ra ngoài thôi. Đúng. Còn có những cái người mà họ được va chạm với cuộc sống họ, ví dụ xin lỗi nha, bố mẹ mà ở được, hồi xưa thì mình hay ghen tị về những nhà mà bán hàng quán, nhà này bán hàng quán còn gì. Nói gần đây thì bọn em nó hình thành nhân cách mất rồi. Đấy, nhưng mà ví dụ giả sử một cái nhà mà bố mẹ bán hàng nhá, thì cái đứa trẻ đấy vẫn ở nhà, nhưng mà cái thế giới đến nó sẽ va đập vào nhiều hơn với một đứa trẻ là chính bố xác. Mẹ đi làm chỗ khác và bị kiểu nhốt ở trong nhà đấy. Thế là cái hành trình tư duy của Thùy Minh luôn là từ bên ngoài ra, nên mình đành phải chọn trong tất cả các thứ, mình đành chọn bản thân mình. Và khi mà mình bị nhiều người nghi ngờ cái hành trình sáng tạo của mình, có phải mình nghĩ ra cái show nào mọi người cũng thích ngay đâu, mà bị như kiểu 2-3 năm sau mọi người mới thích, thì tự dưng mình bị là mình phải tin vào mỗi mình để mình tin vào thôi. Không, đúng rồi. Thực ra nói như chị thì bọn em cũng rất giống chị, bọn em cũng hoàn toàn là thế giới của bọn em không được đi nhiều đâu, thật sự luôn. Có được đi đâu đâu. Thứ nhất là ở nhốt trong nhà, và thứ hai là cũng nhà cũng không đủ điều kiện để mà đi du lịch nay đây mai đó. Cũng cái thế giới của bọn em cũng là từ ở trong ra. Và còn may mắn hơn là cái thời đại phát triển thì mình được hay được xem phim Tây, phim ta, phim Tàu, thì nó du nhập được vào tốt hơn. Nhưng mà bọn em cũng giống chị, nhưng khi bọn em lớn và khi bọn em không phải khi bọn em lớn thì không nói, khi bọn em sản xuất, khi bọn em làm một cái video hay một cái phim gì đó, thì bọn em lúc này bọn em nói như chị thì và nói như mọi người thì bọn em thỏa hiệp. Như chị thì sẽ là đi từ cuộc đời của tôi ra trước. Thì mình sẽ không chọn từ thỏa hiệp đâu. Cái từ thỏa hiệp nó hơi đương nhiên. Đấy đấy. Nhưng mà nó giống như là một cái kiểu là
tức là em biết được cái điều đấy, em đoán biết là khán giả thích gì ấy. Chị đúng không, không biết thì em dùng từ thỏa hiệp là em đang chưa tìm được cái từ đúng, có nghĩa là bọn em đáng nhẽ ra thì bọn em cũng phải là những người em thích làm gì thì bọn em làm, nhưng bọn em có thể nói như thế này, như kiểu một cái sự giác ngộ là nếu làm như thế thì bọn em lại rơi vào vũng lầy của những người đã trước đây, đặc biệt là những người làm thiên hẳn về nghệ thuật đó. Bọn em chắc là như kiểu là bọn em lúc nào cũng đứng ở giữa thời đại cũ với cả thời đại mới. Còn nói chuyện thời đại cũ mới, vâng. Chị nói thẳng kéo cái này ra vì là chị cứ cảm giác nó sẽ đổ ập xuống. Nhưng mà theo riêng bản thân em ấy, tâm hồn của chị đang chính mai map của chị dễ bị đổ vỡ. còn cái mai map của em thì cái mai map của em thì nó rất là gọn gàng, em nó chỉ dừng lại khi mà em không vung tay như này thôi. Em có một bí, có thể nói là bí quyết nhỉ, nếu mà nói về bí quyết thì sẽ có rất nhiều các bạn độc giả nghe và có thể biết đâu đấy các bạn ấy sẽ áp dụng vào chính bản thân mình. Đúng. Thì bản thân em nhá, em không biết mọi người nghĩ thế nào, nhưng tại sao em nắm bắt được là khán giả sẽ thích cái gì. Thì trước đó em đã trở thành một khán giả khó tính nhất rồi. Chị hiểu không? Nghĩa là em đã trở thành một khán giả như kiểu là một nhà phê bình trong cái lĩnh vực mà em muốn hướng đến. Kiểu như vậy. Em ăn bộ phim nào em biết bộ phim đấy ngon hay dở. Chị hiểu không? Em xem những tình tiết nào là em biết ngay tình tiết đó có hay hay không. Đó. Thì chính cái sự xem nhiều và học hỏi nhiều ngay từ lúc xem đó đã giúp em cảm nhận được là cái gu nghệ thuật của mình ấy nó đang ở tầm nào, và có thể biết được rằng là khi mà ở cái thời điểm đó thì khán giả sẽ yêu thích, nắm bắt được là khán giả sẽ yêu thích những cái phong cách hay là những cái chi tiết như thế nào. Nói chung là em nghĩ đấy chính là một cái kinh nghiệm từ chính bản thân em thôi. Khi chúng ta, chị cũng nhớ, khi chúng ta muốn biết là con mình có muốn ăn ngon hay không thì mình phải là một người sành ăn cực kỳ đã. Ta ăn miếng này ta thấy ngon thật và ta sẽ nấu cho con ta ăn đó. Kiểu tức như vậy, tức là cái việc là cũng phải nghiên cứu này, xem xét các thứ nhiều này. Nhưng thì mình muốn nói một chút nói về cái sự thả lỏng trong sáng tạo này, bởi vì khi mình là một cái người phê bình khó nhất thì mình sẽ nhìn thấy nhiều cái điểm không được. Chính xác. Thế nên là mình mà cái chữ thả lỏng rất là quan trọng. Kiểu là nếu không thì mình sẽ trở thành cái người mà, thì mình thấy rất nhiều người làm sáng tạo họ rất là giỏi nhưng mà họ không có tác phẩm được, bởi vì họ quá khó tính và luôn nhìn thấy những cái điểm chưa được. Cái có những cái tuyết gọi là perfectionism, tức là những người mà tôn sùng chủ nghĩa hoàn hảo. Thế thì mình làm thế nào để mình thả lỏng nào? Bọn em thả lỏng thường xuyên luôn. Một cái câu thả lỏng quen thuộc của bọn em nhé, vlog nhưng mà có phải phim đâu. Lên thế nào không được. Với cả bọn em có một cái ưu điểm, em nghĩ là ưu điểm hơn rất là nhiều cái khác, bởi đấy chính là bọn em lười. Kệ thôi, không sửa. Ôi mệt quá rồi, không quay lại đâu. Kệ đi. Không, thực ra là bọn em lười ở những cái chỗ mà bọn em nghĩ rằng là nó sẽ không gây ảnh hưởng đến đại cục. Và khán giả sẽ chấp nhận được. Đó. Chứ còn những cái chỗ nào mà bọn em biết chắc chắn rằng nó thật sự quan trọng thì không bao giờ bọn em được thả lỏng vào đó. Đó. Có nghĩa là chắc là cái để mà nói tóm lại cái sự thả lỏng thì bọn em sẽ nghĩ là sẽ thả lỏng đúng chỗ. Có nghĩa là không bao giờ ép mình 100% ở tất cả mọi điểm. Đúng rồi. Bởi vì nó là cả một con đường dài mà mình không thể lúc nào 100% cái đấy, không ngay được. Cái đấy có thể suy diễn ra theo một hình thái khác. Đó chính là sự nghiêm túc và đùa cợt nó phải tổng hòa với nhau. Ví dụ như kiểu chúng ta không thể làm một bộ phim nghệ thuật cực kỳ nghiêm túc giống như ở bộ phim Birdman của Hollywood. Đó, xem từ đầu đến cuối cảm giác rất là nghiêm túc, rất là siêu nghệ thuật, nhưng mà về cái tính thương mại thì nó bớt đi, bởi vì nó rất là căng thẳng với cả nó rất là khó xem, kén người xem đó. Thì em nghĩ đấy chính là cái mà mình đang muốn nói đến, đó chính là nên có một chút bớt nghiêm túc lại. Chúng ta hãy thả lỏng đi, hãy đùa cợt với nó một chút đi, và nhưng mà đến có những cái đoạn cần nghiêm túc thực sự thì phải nghiêm túc thực sự. Đó, thì em nghĩ rằng đấy cũng lại là một bí kíp nữa dành cho những người quá nghiêm túc. Hãy thả lỏng một chút đi. Không, nhưng đúng là thì mình cũng thấy cái việc là bây giờ mình đã sẽ nói đến nền tảng sáng tạo, bởi rõ ràng là bây giờ có YouTube. Hồi xưa mình làm một cái gì đấy, đúng là một ông đạo diễn mà làm xong cái phim thì là cũng phải làm thật là kỹ, bởi vì cái cơ hội mà để làm được cái phim thứ hai cực kỳ khó. Không có. Còn bây giờ mọi người có YouTube, kể cả quay lại ngược thời gian cách đây khoảng 2 năm thì kể cả cái lúc mà thời điểm Trung Anh Việt Anh ra cái đầu tiên, giả sử nó chưa được thì các bạn vẫn sẽ làm tiếp mà, đúng không? Chính xác. Đấy, đây là cái việc là chúng ta có được những cái phép thử.
Thế thì trong toàn bộ cái những cái bao nhiêu vlog ra rồi nhỉ? 11 ạ. Trong 2 năm mà có 11 cái ra. Vâng. Chị làm đi, chị làm đấy. Thì đấy, quay lại là bọn em lười. Bọn em lười. Xấu hổ quá. Trời ơi, đằng này có thể cắt không? Không nhỉ, ý là lời của em lên đây để chỉ nhục đúng không? Không phải, đúng không? Không thì mình hỏi thôi. Thì, nhưng mà rõ ràng cái hành trình mình quay lại á, quay lại hai cái năm đó, tại vì chúng mình rất là may mắn gặp chú anh Việt Anh lúc mà mới có 3 tháng vừa làm thời điểm đầu xong. Đấy, gần như thời điểm đầu. Cái thời điểm đó thì mình phải làm một loạt các cái phóng sự cho We Choice Award. Thì là chú anh Việt Anh là nhân vật ở trong đó. Vâng, em cảm ơn chị vì những thước phim mà chị đã đưa lên We Choice. Rất cảm ơn. Thước phim này nó giống như này. Thôi được rồi, chuyện quá khứ rồi. Ok. Nói chung là hai người này cứ bị kiểu thâm thù cái đoạn là nhớ có, một cái cảnh, có một cái cảnh là đang ăn thì gọi lên trao giải của đàn cô. Đầu tiên em được đóng MV cùng với cả anh Đen Vâu và chị Hoàng Thùy Linh thì là hai cái cảnh xuất hiện 2 giây là hai ông đang ngồi ăn cố. Không biết trời trăng đất gì luôn. Với cả cảnh em đang vuốt tóc và bấm điện thoại. Em cảm ơn chị nha, em rất cảm ơn chị, em đội ơn chị luôn. Những cảnh đời thường. Thì lúc mà dựng á thì lúc mà quay thì quay rất là nhiều và bản thân các bạn cũng có riêng một cái phim ngắn về các bạn đúng không? Vâng. Sau đó thì dùng cái tư liệu phim ngắn đó để dựng vào một cái music video. Thì đấy, thì hai người này thâm thù trong suốt 2 năm qua là câu chuyện là đang ăn đang vào cơm thì bị gọi lên trao giải. Thực ra là lấy đúng cái cảnh đấy, tại vì cái cảnh đấy nó bất ngờ. Hai cái người đang ngồi ăn cỗ thì bất ngờ quá là được trao giải đúng không? Giải thì cũng rất là to, giải của Web TV Asia. Vâng. Thì đúng là đang ăn cỗ thì được trao giải cũng gì. Đúng rồi. Thì như người ta thì người ta đừng ăn cỗ những cái lúc mà người ta đang chuẩn bị đọc tên. Nhưng mà bọn em là những con người chân chất chị ạ. Chân chất. Họ quay rất là nhiều về bọn em, chị Minh bảo thế. Nhưng mà về xem lại cái chỗ quay đấy toàn đầu tiên là mở mắt nắp nồi cơm này, sới cơm này, xong rồi và ăn này cũng lau mồm này, uống nước rồi ăn tiếp. Thật ra cũng không trách chị Minh được, bởi vì toàn thể quá trình là bọn em ăn cỗ rồi. Em thì nói chung là hôm người ta mời mình đi ăn cỗ thì mình phải đấy, ăn chứ. Hôm đấy mải ăn quá còn quên không xin được chụp ảnh với anh Đen cơ mà. Thôi được mải rồi, ăn. Bây giờ mình quay lại cái chuyện là rồi, cái thời đấy đúng. Thì nó chưa hẳn là nghề đúng không? Vâng. Tức là nó là lúc ấy thì mình cảm giác là các bạn cũng đang... Nó mới chỉ là ngỗng ấy. Đang đứng ở trong một cái gì đấy mới mẻ. Vâng. Màu hồng. Vì là cái vlog đầu tiên ra nó đã trở thành hiện tượng. Bây giờ sau 2 năm mà lại trải qua hành trình Covid các thứ, nói chung là cũng hành trình khá là đặc biệt. Hiện tại thì cái cảm xúc của các bạn khi nghĩ về cái nghề làm vlog này như thế nào rồi? Có khó khăn, tức là một về mặt sáng tạo nó có khó khăn không, hai về mặt khán giả như thế nào, ba về mặt thương mại. Nói chung là đầu tiên là về mặt sáng tạo thì thật sự đây là những cái công việc mà bọn em thích từ ngày xưa ấy. Nghĩa là ngày xưa khi mà bọn em phải làm cho những công ty, những cái kênh YouTube khác, kiểu như là mình như kiểu bị giết ở trong tâm hồn. Phải làm những cái điều mà mình không hề muốn và mình biết thừa là cái này không hay nhưng mình vẫn phải làm. Mặc dù nó cũng thỏa mãn được cho mình cái cảm giác là mình sáng tạo và nó cũng ở một mức độ vừa phải dành cho mình giải trí, nhưng mà nó chưa đạt đến đỉnh cảm xúc của mình. Mình phải làm được những điều tốt đẹp hơn và phải cố gắng nhiều hơn. Thì cái thời điểm mà bọn em được làm kênh 197 này chính là những cái thời điểm mà bọn em cảm thấy mình chính là bản thân mình nhất, được thoải mái nhất khi mà làm những cái điều mà mình yêu mến. Rồi thì về vấn phương diện khán giả thì mọi nhưng người mà 2 năm trôi qua thì cái niềm vui sướng này nó vẫn thế thôi chị ạ. Kiểu nghĩa là khi mà mình được đi làm phim ấy, còn đấy là cái cảm xúc mà mình được đi làm phim. Còn cái cảm xúc mà khi mà mình phải nghĩ ra cái bộ phim đấy thì nó hơi tệ. Nghĩa là khi mà nghĩ xong cái lúc sản xuất ấy thì rất vui, thật sự là rất là thích. Bởi vì sao? Bởi vì thực ra bởi vì bọn em làm về hài, thì khi đi sản xuất thì rất là vui bởi vì buồn cười lắm. Lúc nói rồi lúc diễn thật sự là lần phải nói rằng là gần như là 100% tập nào mà đi quay cũng cười, cười đến vỡ bụng, cười có tập cười đến chảy cả nước mắt. Mà thật sự nó gần như là có một cái câu mà rất hay từ ngày xưa mà em nhờ cái câu đấy mà em cố gắng để phấn đấu và nỗ lực là đạt được cái mong muốn ước mơ của mình. Chắc chắn chị và mọi người cũng biết đấy chính là nếu mà được làm việc mình thích thì mỗi ngày đi làm là một ngày đi chơi. Đó thì gần như là bọn em khi đấy bọn em cảm thấy thật sự sướng, thoải mái, được cười không phải là cười theo kiểu là đến văn phòng và chém gió với chị em. Mà cười ở đây là
cười khi đang sáng tạo. Cái cười đấy nó rất là đã. Cái cười đấy nó gây nghiện, gần như nó gây nghiện. Thế nên là kiểu mỗi tập sau khi nghĩ xong chỉ mong là đến những cái cảnh mà buồn cười, có bạn bè đến quay cùng với mình thì mình được quay với chúng nó để mình cười và mình sướng. Đó. Em đang nhìn xem có công an đến không. Tại sao? Nó bảo là nó nghiện. Đó thì đấy thì còn nói chung là trải qua 2 năm thì bọn em thấy bọn em cũng trưởng thành hơn nhiều, được gặp ngày xưa lúc mới đầu ấy thì cũng vẫn chỉ là những con người không biết gì một tí gì về thế giới này. Lúc đấy chỉ biết sáng tạo, chỉ biết làm và đăng lên thôi. Nói chung là lúc bọn em đầu tiên bọn em được bước ra ngoài công chúng và tiến gần đến với các cả anh chị nghệ sĩ hơn, đến gần với giới truyền thông hơn, thì đấy chính là lúc bọn em bắt đầu gặp chị Thúy Minh. Đó. Nghĩa là bắt đầu bước được vào giải WeChoice thì bắt đầu mọi người biết đến cả web TV Asia nữa. Đó. Chứ còn không thì vẫn chỉ là một nhóm 2 trên mạng thôi. Thì sau khi cái giải WeChoice với cả web TV đấy, bọn em được gặp chị Minh, gặp rất là nhiều những anh chị khác, thì bọn em mới nâng cấp được bản thân mình, nâng cấp được cái tư duy của mình lên và cảm thấy mình thích thú hơn với công việc này. Còn trước đấy bọn em vẫn chỉ nghĩ là bọn em sẽ cái này nó chỉ là đam mê, chỉ là đam mê thôi, cứ theo đuổi nó, cứ và đúng là có được thương mại hơn cái kia, nhưng bọn em không nghĩ được rằng là bọn em sẽ được trò chuyện với nhiều nghệ sĩ hơn và được đồng hành cùng những nghệ sĩ hay là những cái người mà mình yêu mến từ thuở nhỏ, ví dụ như chị Thúy Minh chẳng hạn. Ngày xưa bọn em bị nhốt ở trong nhà, bọn em chỉ xem Nhan TV nhìn thấy chị. Đúng rồi. Bây giờ bọn em được thả cửa ra rồi, bọn em gặp chị ngoài đời thật. Đúng rồi. Thực ra đấy, ngày xưa thì cứ nghĩ là chỉ là làm YouTube, làm video và tính tiền, kiếm tiền theo video. Đúng rồi. Nhưng mà khi trải qua 2 năm thì nó được đi, được mở rộng tầm mắt, được biết ý, thì trong lòng lại bắt đầu có thêm những cái bước tiến, những cái mong muốn nữa to lớn hơn. Chẳng hạn, ô các anh chị ấy làm được, vậy tại sao mình không làm được? Các anh chị đã cũng phần nào đấy công nhận bọn mình rồi mà, đúng không? Thì cũng mong muốn là một ngày nào đấy được thành công như các anh chị ấy ở những cái phương diện khác. Bởi vì thực ra, bởi vì nói là sáng tạo, có nghĩa em nghĩ là có một cái chung này rất là hay của những người sáng tạo này, em không biết thế nào, nhưng mà ví dụ như em làm phim thì em cũng rất thích những cái sáng tạo về báo chí hay về show của chị. Và ngược lại chị chẳng hạn, chị làm show thì chị cũng rất là thích mê về phim đó. Có thể là nó là về nghệ thuật nên nó kiểu cũng có một cái chút gì đấy liên quan đến nhau. Đó thì đấy thì em nghĩ rằng tại sao mình lại cứ giới hạn cái sở thích đam mê này của mình, đúng không? Mình ok, đúng thật là ước mơ và đam mê của hai thằng từ nhỏ là được làm phim, thật sự là như thế. Nhưng khi được mở mang tầm mắt rồi thì có những cái nó cũng rất hay và nó cũng mang cái tính phim rất là cao. Vậy bọn mình cũng hoàn toàn có thể làm về nó. Đấy. Có nghĩa là lúc này mình mở rộng hơn cái định nghĩa của mình về cái sở thích và đam mê. Và nghe đồn là đang trước khi mà vào đây thì có nói về chuyện chắc phải rebrand lại chữ vlog. Bọn em đang dục dịch làm rapper vậy. Tại vì chữ vlog thì 1997 speaker. Đúng không nhỉ? Được cái nhà speaker. Vừa làm rap này không, nhưng mà các ước mơ các bạn vẫn là sẽ được làm phim hẳn hoi, đúng không? Chính và xác. Thực ra trong 2 năm vừa qua thì cũng xuất hiện kiểu một vài giây ở những bộ phim khác nhau. Nói chung là cũng bọn em cũng may mắn được các anh đạo diễn lọt vào mắt xanh của các anh ý. Bảo hai thằng này đẹp trai, cũng hiền. Cũng hiền. Cũng ngoan. Thế thì ra đây anh cho chú một vai. Ok. Thì bọn em cũng được tham gia vào những bộ phim chiếu rạp, không phải những, em xin lỗi em dùng sai từ, một à không, cũng có một hoặc hai phim như kiểu phim song song là bọn em được đóng các anh biên tập viên. Còn phim như kiểu phim cái gì nhỉ, phim Được Trắng Máu là được lồng tiếng một vài đoạn, gọi điện thoại đến là những bộ phim còn gì. Em gọi đến em thông báo giống kiểu cô gái bộ y tế. Bộ y tế yêu cầu ra ngoài nhớ đeo khẩu trang. Đáng ra phim Được Trắng Máu phải có câu đấy mới chuẩn, đúng không? Đúng rồi. Kiểu chị 13 alo bộ đấy. Y tế yêu cầu ra ngoài đâu có răng, ôi quả đấy cũng gọi là chuẩn đấy. Phim nó phải gắn liền với đời, đúng không? Đấy. Nhưng mà ước mơ cuối cùng sẽ là vẫn phải, đúng rồi, em một đạo diễn kịch bản và đóng một không, bộ không cần đóng được. Em muốn làm một bộ phim đánh bại hết tất cả những bộ phim khác cùng thời ở trên YouTube. Từ đầu đã to bộ lớn, nhưng mà về sau phải nói nhẹ nhàng thế thôi. Bởi vì mình cũng phải đi từ từ. Thật ra thì bọn em cũng biết thừa là bọn em không thể được giỏi như những anh như kiểu Victor Vũ các kiểu. Chắc chắn là không thể bằng được các anh ý rồi. Nhưng mà cố gắng làm ra một bộ phim đặc biệt
mà bản thân mình thích và khán giả cũng thích, sao cho mọi người có một, nghĩa là phát triển cho chúng ta có một góc nhìn mới về phim ảnh Việt Nam, hoặc là những cái phong cách làm phim mới chẳng hạn, đúng không? Kiểu như ở bọn em, vlog của bọn em đã là một phong cách làm video mới trên YouTube rồi. Thì bọn em muốn tạo ra một phong cách làm phim mới ở trên rạp, biết đâu mình lại nghĩ ra. Chẳng may mình chưa nghĩ ra, mình chỉ phải nói thôi gì. Không, nhưng mà nói đơn giản là ví dụ là một bộ phim rạp đen trắng của Việt Nam chẳng hạn, đầu tiên của Việt Nam. Đúng rồi, nhưng mà ở Việt Nam thì chưa có. Có nghĩa phim đen trắng ngày xưa thì có rồi, nhưng mà hiện tại bây giờ phim đen trắng để mà nói cái câu chuyện bây giờ, phim câm thì em nghĩ là không. Còn bọn em phải lồng tiếng. Bọn em lại đang kiểu phim câm thì nó lại cái The Artist mà được Oscar, bọn em biết cái phim em biết rồi, em biết rồi, phim đen trắng cũng là phim câm luôn. Đúng, nhưng mà bởi vì các ông ấy giỏi, phim câm mới gọi là khó. Đấy thì tất cả là không nói mà như nói mới là đỉnh cao. Phim đấy có một người đứng ở dưới kiểu chỉ tay giống trên TV không chị? Đúng rồi, có nghĩa là không. Rồi thì bây giờ khán giả nào, bọn em thấy khán giả của bọn em sau 2 năm như thế nào? Khán giả của bọn em sau 2 năm thì kiểu cũng rơi rất dần ý, bởi vì nói chung là em nói vui thôi. Thực ra thì khán giả của bọn em sau 2 năm thì thực sự là vẫn rất là luôn ủng hộ bọn em đó, thì nhưng mọi người mất cái sự tò mò của 2 năm trước, đúng không? Mất sự tò mò rồi, nhưng mà lại đang đúng với cái mong muốn của bọn em về tổng thể như vừa nãy tất cả chị em, những thứ không những thứ mà chị em mình đang nói đấy chính là sao, là khán giả của bọn em càng ngày càng khó tính hơn. Đấy là cái rất hay. Ok, đúng không? Đó thì em nghĩ rằng đấy cũng là một cái mà thành công của bọn em đem lại được đến với, nói là Việt Nam thì gọi là hơi to quá, nhưng mà đến với tất cả những khán giả của bọn em. Bởi vì khi mà khán giả khó tính hơn thì họ sẽ biết chọn lọc hơn. Họ biết chọn lọc hơn, mà chính những khán giả đấy sau này sẽ hoặc là đã và đang là những nhà sáng tạo nội dung khác. Và khi họ khó tính hơn thì những sản phẩm của họ, như chị em mình vừa nói vừa nãy, sẽ tốt hơn. Đúng không? Thì đó, thì sản phẩm của họ tốt hơn thì lại những khán giả xem họ, đó cứ dần dần mọi thứ nó sẽ dần dần tốt lên. Em nghĩ rằng đấy là cái, một trong những cái thành công của bọn em. Khi mà khán giả của em bây giờ khó tính lắm, đăng video lên rồi không hay. Chán. Hồi xưa không, mấy thằng này mất thực ra cái gì cũng vậy đấy. Khi mà là hiện tượng thì lúc đầu sẽ kéo rất là nhiều cái sự tò mò. Vâng. Tò mò để xem hội này là ai. Vâng. Nhưng mà sau 2 năm thì cái sự tò mò sẽ đã mất. Nhưng mà người còn lại là thì là khán giả của mình thật. Vâng, đúng là fan cùng. Và với cái format và kịch bản của 1977 Vlog thì là nó luôn có những sự kiện mới, những câu đùa mới. Thì cái khán giả đó họ vẫn được nuôi dưỡng, họ vẫn được là tiếp tục xem. Đấy. Còn về thương mại, bọn em cũng nói chung bọn em cũng được làm thương mại nhiều hơn. Nhưng mà bọn em không làm trong vlog bởi vì đã hứa rồi. Hứa với khán giả, mình hứa là mình làm. Thì kể cả khán giả không nhớ lời hứa đấy. Chính xác ạ. Bởi vì nói chung là bọn em cũng có một cái tôi khá là cao. Mình đã nói là mình làm. Bọn em cũng biết là ví dụ như kiểu nói một hai câu ở trong vlog dài tận 7 phút mà nói 1-2 giây nó cũng chả thấm ở đâu. Bọn em đã nói rồi là bọn em làm và bọn em không thích cái điều đấy. Không bao giờ thương mại hóa chính cái vlog. Những cái vlog làm ở ngoài thôi. Vâng, những cái series vlog mà bọn em đang theo đuổi. Cũng như kiểu bọn em không bao giờ up video quảng cáo lên kênh YouTube của em. Thì đó, thì khi mà em muốn thử tạo ra một kênh YouTube đó, khi mà ấn vào toàn những cái clip hay ho mà chả có quảng cáo gì cả cho mọi người để xem, rồi sau này con cháu em xem, con cháu nó cũng tự hào, xong rồi nó ấn xóa kênh bởi vì không ai dùng nữa. Ok, rất là vui vì các bạn vẫn giữ vững được cái điều đấy. Và cái bước tiếp theo thì thôi, mình cũng nói về tương lai một chút. Thì mình muốn hỏi có lúc nào mà cái kênh đấy sẽ bị xóa đi không? Kênh nào? Kênh 1977 kênh đấy. Chỉ có thể khi nào thì cái kênh đấy sẽ bị xóa đi. Ý là không phải xóa đi nhưng mà ngừng lại. Ngừng lại thì chắc là bọn em, một là em nghĩ là già lắm thì bọn em cũng kệ, để đấy cho con cháu làm. Thì thằng nào thích làm thì làm. Tức là tạo thành một vũ trụ. Vâng. Nghĩa là em nghĩ là sẽ không dừng lại đâu. Chả có kênh YouTube nào sẽ dừng lại mà không làm nữa cả. Có chứ. Ít lắm. Chị có 2 kênh chả làm nữa. Thế là chị còn lười hơn cả em. Không, có thể là như thế này. Có thể là thực ra ấy, thì bọn em cũng từng nghĩ đến chuyện này rồi. Thì có nghĩa là khi nào mà bọn em còn đủ sức và đủ sự sáng tạo thì bọn em sẽ làm đến cùng. Nhưng mà nếu mà về sau, ví dụ về sau đến một cái tầm tuổi nào đấy, cái sự sáng tạo nó sẽ dừng lại. Em chắc chắn là như thế. Không phải ai cũng sẽ sáng tạo được mãi.
Còn em bi quan quá, câu hỏi của chị ở đây không là... thế nhưng mà em phải giải thích sự bi quan. Thế nên là em nghĩ rằng không phải để cho người khác, mà có thể là bọn em sẽ đổi tên chẳng hạn, ví dụ như kiểu là 197, bây giờ là 1977 vlog là của bọn em, hôm về sau thì có thể là 1977 phim. Thì ở đấy không chỉ là những vlog nữa, mà có thể là bọn em sẽ sản xuất, hoặc là bọn em sẽ chỉ là những gọi là người kiểm duyệt cho các video mà đó, như kiểu mình là tạo ra vũ trụ gì. Nhưng thì mình đang muốn hỏi theo hướng là ví dụ các bạn đi làm phim hẳn hoi, không để đăng lên YouTube, thì tự dưng cái kênh đấy nó hơi giống, xin lỗi nhưng mà lại so sánh cái hành trình của JVMI. Thì bạn ấy cũng là người mà bạn làm vlog rất là nhiều, sau đó một ngày đẹp trời bạn đi làm phim điện ảnh, thì bạn ấy ngưng cái hành trình làm vlog. Đó thì đấy là một cái cú chuyển mà nó hơi extreme, nó hơi kiểu như là rất là rõ, mà không phải, tất nhiên là không cần phải ai cũng như vậy. Thế nhưng mà chúng anh Việt Anh sẽ làm gì, cái gì sẽ khiến cho anh Việt Anh mà ngưng làm vlog? Thì em nghĩ là chỉ có thể là bọn em làm phim hoặc là làm rapper. Nào, xin một bài rap này. Bài cá hồi trên tùm được không? Cáo ở trên thần tượng à? Giáp à? Chị muốn bọn em giáp kiểu mới hay là giáp kiểu những bài cũ? Thôi không nên phá chương trình. Nhưng okay, mà hai người này cũng là người rất là đam mê ca hát và tập luyện rap rất là nhiều, đúng không? Vâng. Cách cái chơi vần chơi chữ, hy vọng là khi các bạn mà bọn em chuyển thành rapper thì mọi người vẫn còn đang nghe rap ấy. Đến lúc bọn em mà chuyển mà tất cả mọi người đang nghe cải lương hay là dốc thì hỏng rồi. Chương trình Giáp Việt mùa 20 chính thức khép lại. Khi mà chúng anh tham gia có ở cái cuối chương trình thì anh muốn hỏi ba cái câu hỏi kinh điển của chương trình nhé. Ok. Một, nếu ngày mai bạn phải lên hoang đảo, không biết ngày trở về, bạn sẽ mang theo cuốn sách gì? Từng người trả lời một đó chị. Hai người lên chung à? Đọc chung. Có sách gì à? Thứ hai thì em không đọc sách. Không đọc sách. Không được trở về luôn. Không được trở về luôn. Không phải không được trở. Chưa biết ngày trở về. Thế thì em sẽ đọc quyển Sinh Tồn Ngoài Hoang Đảo. Và nó phải được làm bằng giấy cực kỳ mịn và cả nhẹ cho da. Để làm gì? Trên hoang đảo có giấy không chị? Mình cũng phải. Chị mà chị như thế, chị lên hoàng đảo chị đấy, ngay đầu tiên cái kinh nghiệm em đã truyền cho chị rồi nhá, chị không tồn tại được quá một tuần nữa em rồi. Ngay đầu tiên em đã chuẩn bị sản xuất của chương trình cười trước, ngay đầu tiên em đã nhanh chuẩn... hơn mình vẫn chưa quen với độ bựa của một chiếc máy bay. Không, em có bựa thì đâu kìa, giấy mịn để em sở cho đỡ đau tay. Thật, đúng rồi. Chị đang nghĩ đến đâu đấy? Chị làm gì đấy? Chị định bẻ lái câu chuyện đi đâu ấy? Thôi được rồi, nào. Em á, em thì một người hay những cái người mà chuyên làm những cái tác phẩm văn học mà lại bảo là không đọc sách bao giờ. Lúc làm phải đọc kỹ chứ đúng không? Vâng, đọc kỹ lắm. Kỹ không được sai. Mình có biến đổi một số cái chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà cái tinh thần chung là không được sai. Không được xuyên tạc cho nó kiểu quá là bôi nhọ nhân vật. Với cả nó phải theo hướng tích cực chứ không phải tiêu cực. Ví dụ như là lúc trước khi làm vlog Chiếc Thuyền Ngoài Xa là được con gái của nhà văn đúng không? Ra bàn tay ở trụ sở Liên Hợp Quốc. Là lúc đấy là phải em thấy lúc ấy. Lúc bắt tay em bác ấy nghiến răng ken két. Phải đúng là đúng với tác phẩm nữa. Ok, thế Việt Anh câu trả lời là gì? Câu trả lời của em là em sẽ mang theo tác phẩm. Ngủ rồi, giấc okay. Đây nào. Ok. Em sẽ mang theo cái quyển là, nhưng mà có nghĩa là quyển không cần là quyển truyện đúng không, mà có thể là quyển sách bất kỳ, chỉ cần là quyển sách thôi đúng không? Em sẽ mang theo quyển chắc là làm thế nào để quay trở về đất liền. Hai anh em phải giống nhau. Không bay bổng, không cần dùng thời gian đấy để nghiên cứu điều hiểu điều sâu xa, chỉ mong được tồn tại và quay về đúng không? Còn gì nữa, ai chẳng muốn quay về. Không muốn mình cái bảo là còn bay bổng, còn tôi sẽ bay áo trên hoàng đảo thế nào, hoặc là làm thế nào để tìm người yêu trên hoàng đảo.
Doraemon, Nobita trên hoang đảo và cuộc phiêu lưu kỳ thú à? Không biết thôi rồi. Trở về. Không, cái câu hỏi này nó hay bởi vì là mỗi khách mời á, họ lại có một cái lựa chọn khác nhau. Không ai mang giống ai cả, nhưng mà luôn có một cái tip khách mời đấy là chọn những cái phương án để an toàn hoặc để trở về đấy. Tức là nó khá là thực tế. Cũng là tip người thực tế mà, đúng không? Nên đấy là lý do mà các bạn không phải em nghĩ không phải thực tế đâu mà là thật lòng. Okay. Còn những kẻ mà bảo là ui rồi. Tôi lên đấy là phải đọc chơi, tôi đi du lịch. Lên đấy du lịch là hỏng rồi. Là nghĩa là không thật lòng. Không, chị rất thật lòng. Chị nếu mà chị bị chị mang một cuốn sách cực kỳ khó đọc để mà lên để mà cảm giết thấy thời gian. Là chẳng phải giết thời gian thì thôi, cuộc sống mình ở trên đây mình chỉ biết ngày trở về thôi thì em nghĩ là quyển sách đấy sẽ có ở trong bụng của con sư tử. Được rồi. Rồi câu hỏi tiếp theo. Trong cả cái hành trình mình đã đi qua và khi phải nghĩ đến chữ bỏ thì cái điều gì hiện lên đầu tiên, cái gì đã phải bỏ đầu tiên? Bỏ cho đến thời điểm này. Bỏ lại. Bỏ lại. Bỏ việc. Em bỏ việc đúng không? Chính xác. Bỏ việc để làm vlog còn gì đúng không? Đúng rồi còn gì nữa. Bỏ. Em nghĩ là em bỏ đi nhỉ? Sự tự mãn. Có nghĩa là em thực ra thì tự mãn cũng nếu mà vào một cái hoàn cảnh đúng thì nó rất là tốt, nhưng mà thật sự luôn là từ cái lúc mà được mọi người biết đến thì ngay từ cái hôm đầu tiên em nó gần như là vứt bỏ đi sự tự mãn. Nhưng mà rất nhiều khoảnh khắc nó quay lại đấy. Thật, rất nhiều khoảnh khắc nó quay lại cái đấy. Cái đấy phải nói thật, không nói dối ở đâu. Rất nhiều khoảnh khắc là mình cũng thấy tự mãn, nhưng mà lại phải bỏ nó đi ngay. Bỏ cả... Đấy gọi là bỏ sự tự mãn. Bỏ cả sự sĩ diện nữa chị ạ. Đó. Nếu mà sĩ diện, sĩ diện chính là con dao hai lưỡi. Nó có thì thể làm cho chúng ta tự mãn nó gần giống người sĩ diện rồi. Ví dụ không, sĩ diện nó nghe nó tiêu cực hơn. Nó nghĩa là nó thể hiện ra bên ngoài hơn. Còn như kiểu là ví dụ mình sĩ diện quá, mình sợ thất bại, mình sợ trong mắt người khác mình kém cỏi là mình không làm được việc. Thế nên là em nghĩ là bỏ cả sự sĩ diện. Nói là luôn là sĩ diện cho nó rõ ràng với cả thân thiện với đời thường. Đúng. Ok. Thế câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba. Sau khi mình đã bỏ mình thì lấy... mình được nhất là cái gì? Được. Cái to lớn nhất hay là cái đầu tiên mà em nghĩ đến? Đầu tiên đi. Cái đầu tiên á? Được ăn? Không. Được gì? Thôi may quá mình chưa phát âm nó ra. Được gì? Được gì đâu? Được gì đâu? Mà em chả được cái gì. Em chả được cái gì. Thực ra chắc là sự yêu mến. À không không, nói cái này hay hơn này. Sự tôn trọng từ bố mẹ, từ người yêu. Không, thực ra thì từ trước thì người yêu vẫn tôn trọng mình, nhưng mà có nghĩa là mình thành công thì đương nhiên người yêu và những người khác sẽ có con mắt tốt hơn về mình. Đó chắc là cái đấy. Đúng cái rồi. Đấy là cái dễ nói nhất. Em thấy chứ không phải là cái đầu tiên bật ra. Nghe được câu đầu tiên bật ra. Cái đầu tiên cái đúng là cái đúng là như Việt nói, cái tốt nhất là em có được đấy sự tôn trọng. Nhưng cái đầu tiên em bật ra đấy chính là em có được một sự nghiệp đúng với ước mơ của em. Chính xác như vậy. Em nói là sự nghiệp bởi vì trước đấy em gọi đó là công việc. Nó rất là nhỏ bé, nó không đủ để cho chúng ta cảm thấy thỏa mãn trong cuộc sống. Nhưng mà đây là sự nghiệp. Có thể nó không to được như những người khác, nhưng mà đối với em nó là to. Và nó đã thỏa mãn được đam mê và ước mơ của em. Thì nên đầu tiên em nghĩ đến đó là em tạo được một sự nghiệp cho bản thân em. Đúng, như trong mơ mà. Ồ thật, ngày xưa làm sao mà mơ bây giờ ngồi với chị Thùy Minh được. Ờ thật. Đúng rồi. Toàn là những người nhìn thấy trên TV. Mà người ta vẫn đang trên TV và nói và giải trí và tạo ra content. Và mình vẫn đang ngồi. Mình cũng tạo content nhưng mà content lặp lại. Hôm nay ngày ABCXYZ, hôm nay công việc ABCXYZ. Content lặp lại. Đó. Cái điều thì mình thấy vui nhất là so với những cái cuộc phỏng vấn cách đây hơn một năm với bây giờ thì Trung Anh Việt Anh vẫn như vậy. Có nghĩa là không trưởng thành, không lớn, nghĩa là không thông minh lên gì. Đúng rồi, cũng có phần đúng nhưng mà thôi nhá, cái tập này là phải xóa đi cho mình nhá. Có cái phần đúng hơn ấy, đấy là cái sự sáng rỡ khi mà nói về đây là cái công việc mình yêu thích. Mình thấy cái đấy là điều mình rất là trân trọng, bởi vì là có những cái việc mình làm sau vài năm mình sẽ không thể yêu thích nó nữa, hay là mình sẽ thấy quen với cái sự yêu thích đấy rồi. Thế nhưng mà ở các bạn nó vẫn sáng lóe lên cái điều đấy, cái điều. Và thì mình hy vọng là trong những cuộc phỏng vấn tiếp theo của mình, trong 2 năm nữa mình trở lại, dù lúc đấy làm gì, vlog hay phim hay gì nữa, okay, thì mình vẫn mong nhìn được cái ánh mắt đấy. Chắc 2 năm nữa em sẽ mang theo cái chổi bởi vì đang dở việc.
Cảm ơn Trung Anh Việt Anh. Cảm ơn các bạn đã từ Hà Nội này vào đây ngồi văn phòng của Vietcetera. Cảm ơn tất cả khán giả của Have a Sip đã theo dõi, đã bỏ thời gian ra nghe bọn mình luyên thuyên đúng không? Vâng. Chúc các bạn luôn thành công. Cảm ơn khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại đến những số sau. Dưa hấu hân hạnh tài trợ công đức này.